Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với series hướng dẫn về cách thức các bài lab cơ bản của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta vẽ một đồ thị trong MATLAB. Và các cái lệnh vẽ đồ thị là một trong những lệnh cơ bản mà chúng ta thường xuyên sử dụng để đánh giá một kết quả, một bài toán, hoặc là khi mà chúng ta thực hiện các cái đề tài nghiên cứu thì chúng ta cần phải sử dụng đồ thị để mô tả được kết quả nghiên cứu của mình. Thì chính vì vậy, việc mà sử dụng đồ thị là một trong những lệnh cơ bản mà chúng ta cần phải nắm trước khi mà chúng ta đi chuyên sâu vào những vấn đề khác. Nào, chúng ta hãy bắt đầu nào. Thì đầu tiên, để các bạn có thể vẽ đồ thị thì chúng ta sẽ cần biết đó là các lệnh cơ bản của nó. Lệnh cơ bản của nó thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó cũng có rất là nhiều lệnh cơ bản khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta sẽ chú ý ở hai lệnh mà mình phân đây. Đó, lệnh đầu tiên là lệnh plot nha. Lệnh thứ hai là lệnh load bar. Tại sao mình nói các bạn cần phải chú ý? Tại sao mình nói các bạn ngồi chú ý hai lệnh này? Hai lệnh này. Đó. Thì hai lệnh này là hai lệnh chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất trong quá trình mà chúng ta sử dụng vẽ đồ thị. Có các lệnh chẳng hạn như là lệnh path đó, hoặc là lệnh là histogram, histogram count, thì chúng ta sẽ sử dụng ít hơn. Tất nhiên là tùy thuộc vào các trường hợp khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng các cái lệnh này, nhưng mà hôm nay mình sẽ tập trung vào hai cái lệnh là plot và plot bar này. Ngoài ra thì chúng ta cũng lưu ý hai cái lệnh nữa, đó là hot và support, để chúng ta có thể vẽ nhiều đồ thị khác nhau. Thì hot là gì? Chúng ta sẽ lưu lại cái đồ thị hiện tại, tức là chúng ta có thể vẽ chồng lên. Nhưng mà lưu ý nha, chúng ta có thể vẽ chồng các đồ thị lên khác nhau. Qua support thì chúng ta sẽ vẽ nhiều đồ thị khác nhau. Còn các lệnh khác thì khi nào có dịp thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết hơn. Và hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào những lệnh cơ bản mà thôi. Trước khi mà bắt đầu vào lệnh thì mình cũng lưu ý cho các bạn một số thông tin. Đầu tiên đó chính là các cái thông tin về màu sắc. Tại vì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ có những đồ thị khác nhau, và mỗi đồ thị đó chúng ta có thể quy định màu sắc khác nhau. Tại vì nếu chúng ta không quy định màu sắc khác nhau thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta có đánh giá hai cái biến x và y, hoặc là đánh giá hai trường hợp màu đỏ mà chúng ta không tách biệt được hai màu, thì khi như vậy, khi mà nó vẽ ra rồi á, chúng ta không biết rằng là đồ thị nào là một của biến nào. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết là chúng ta các lệnh chẳng hạn như xanh da trời như chữ blue ha, xanh lá là friend nè, đỏ red nè, xanh da trời nhạt là cyan nè, tím, vàng, đen và trắng, tiếng này như là trắng. Tại sao màu đen có chữ K? Tại vì nó sẽ trùng với chữ B trên xanh da trời ha, và lưu ý chỗ đó. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta cần chú ý là nó có những hình dạng khác nhau. Ngoài đường thẳng nét liền ra thì nó chẳng hạn như có dạng chấm, dạng tròn, dạng dấu cộng, thì các bạn có thể xem lại video của mình để các bạn có thể nắm được là các cái dạng ký hiệu nó chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những cái lệnh cơ bản. Rồi chúng ta lại quay lại cái màn hình giao diện của MATLAB 2008 ha. MATLAB 2008 và chúng mình sẽ bắt đầu. Lệnh đầu tiên mà mình muốn các bạn nắm đó chính là bây giờ trước hết thì chúng ta vẽ một đồ thị hai chiều, thì chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta cần phải có hai biến. Chính vậy mình sẽ thực hiện nhé. X nè bằng line s space nha, không gian của nó, và cho chúng ta sẽ tạo một cái hàm x, chúng ta sẽ cho từ 0, đúng không? Chúng ta sẽ đi đến 2π, và lưu ý π đây là một biến, xin lỗi, π đây là một hằng của MATLAB mặc định, nó là số π của chúng ta nha. Rồi chúng ta tiếp tục, n là chúng ta chẳng hạn như từ 0 đến 2π thì chúng ta sẽ chia làm bao nhiêu giá trị. Ví dụ chẳng hạn ở đây mình chia làm 30 giá trị. Cái độ mịn của đồ thị của chúng ta sẽ thuộc thuộc vào số lượng giá trị này. Một lát nữa mình sẽ thử với các bạn xem. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại và chúng ta dấu chấm phẩy để chúng ta không cần in nữa các bạn. Và các bạn thấy là nó đã tạo cho chúng ta một cái mà chẳng ít, thấy không? Còn gồm 30 giá trị, gồm 30 giá trị.
nha, gồm 30 giá trị. Và giá trị nó sẽ trải dài từ 0 đến 2 pi, dài dài từ 0 đến 2 pi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm y. Bây giờ chúng ta sẽ thử một cái hàm cơ bản ha, y bằng sin sin x. Đó, y bằng sin x. Tức là các giá trị y nó sẽ tương ứng là bằng sin x. Và tất nhiên là chúng ta có 30 giá trị x thì chúng ta sẽ có 30 giá trị y. Đó, các bạn thấy là nó cũng sẽ tạo ra cho chúng ta là 30 giá trị y nằm bên này. 30 giá trị y nằm bên này. Rồi tiếp tục, bây giờ chúng ta sẽ vẽ, nãy chúng ta có lệnh là plot nha, chúng ta vẽ 2D, plot 2D. Và chúng ta sẽ vẽ là x phẩy y, đơn giản. Và các bạn thấy nè, khi mình gõ thì trên màn hình nó sẽ hiển thị một số các thông tin, một số thông tin. Đó, chẳng hạn như chúng ta chỉ là vẽ x và y nè, đúng không? Chúng ta có thể vẽ x, y nhiều cái đồ thị khác nhau ở trên đây. Thì một lát nữa mình sẽ thử cho các bạn xem ha, thử cho các bạn xem. Đó, thì ở đây nó sẽ có nhiều dạng khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ giữ x và y trước, chúng ta enter. Và như vậy thì màn hình nó sẽ hiện cho chúng ta một cái hàm sin. Hay chúng ta sẽ hàm sử dụng cái hàm sin cho chúng ta xem. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn một cái khác nữa. Ví dụ chúng ta sẽ y1, đúng không? Bằng cos x. Rồi chúng ta enter thì nó cũng sẽ tạo ra biến y1. Bây giờ chúng ta sẽ lập plot ha. Các bạn bấm mũi tên, bấm mũi tên lên thì nó cũng sẽ lấy lại cái giá trị cũ của chúng ta. Hồi nãy chúng ta thấy rằng là nó có nhiều giá trị mà, đúng không? X nè, phải y1, tức là chúng ta sẽ vẽ hai đồ thị, trong đó là đồ thị thứ nhất là x và y, đồ thị thứ hai là x và y1 trên cùng một giá trị, xin lỗi, trên cùng một cái hình. Rồi chúng ta coi lại. Rồi chúng ta enter nhé. Rồi chúng ta thấy rằng là nó sẽ vẽ cho chúng ta hai đồ thị, hai đồ thị này. À, cái đồ thị đầu tiên, cái đồ thị sin của chúng ta, đồ thị màu đỏ là đồ thị của cos nha, hàm cos. Và các bạn thấy đây nó vẽ rất là nhiều, tại vì nãy là mình quên nha, xin lỗi là mình quên các tắt cái này đi, mình in giá trị x và y ra. À, các bạn thấy không? Rồi giờ mình xóa bớt màn hình đi, sang là sai, đó sang là sai. Thì như vậy chúng ta đã vẽ được hai cái, sử dụng làm chủ được cái đồ thị hai chiều, đồ thị hai chiều như hình ha, đồ thị hai chiều như hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một tí cái tạo cái sự khác biệt một tí, tạo sự khác biệt. Thì các bạn thấy là mình xóa màn hình nhưng mà các biến chúng ta vẫn còn, các biến chúng ta vẫn còn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một hàm plot khác, plot 2D nha. Rồi bây giờ chúng ta nhận là x nè, phải y, đúng không? Đây là hàm sin. Rồi chúng ta khoảng cái. Rồi bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ cho nó một cái giá trị. Hồi nãy chúng ta có là, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình cho giá trị nè, b blue 2 chấm b, là nãy chúng ta coi là cái bảng giá trị thông số của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy ha, đó thì b. Rồi bây giờ chúng ta mặc lại và tiếp tục, chúng ta sẽ cho một cái giá trị khác là x đây, tiếp tục phẩy y. Rồi bây giờ chúng ta muốn giá trị gì? Chúng ta muốn là nó là màu màu vàng đi. Chúng ta sẽ có màu vàng. Đó, màu vàng, và màu vàng đó chúng ta sẽ vẽ là đường liền. Đường liền nha. Rồi, bây giờ chúng ta đóng ngoặc lại, chúng ta thử nha. À đây, nó vẽ cho chúng ta ha. À nãy xin lỗi các bạn là mình đã vẽ hai cái hàm sin hết. Các bạn thấy không? Thì cái đầu tiên là cái blue nè, nó là những ngôi sao. Thì 2.b này là ngôi sao. Hồi nãy chúng ta tra cái bảng mà phía trên mà mình đã để ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là nó là dạng như thế gì. Và chúng ta sẽ vẽ ra sao, và chúng ta sẽ vẽ màu vàng. Và đây là cách thức mà chúng ta thực hiện để chúng ta vẽ đồ thị. Chúng ta sẽ vẽ đồ thị. Đó là cách thức mà chúng ta làm. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thử vẽ đồ thị 3 chiều. Chúng ta sẽ thử vẽ đồ thị 3 chiều. Để giới thiệu thị 3 chiều thì bây giờ mình có một cách khác. Hồi nãy chúng ta có cái lệnh slide pay, đúng không? Slide pay là chúng ta cung cấp các cái biến theo trục x. Bây giờ mình sẽ có một cái lệnh khác để mình thử nha. Đầu tiên bây giờ mình sẽ là t đây. Đây bằng. Và chúng ta sẽ cũng là y chang vậy, chúng ta sẽ không nè. 2 chấm. Đúng không? Pi chia cho 50. Ví dụ vậy, pi chia 50. Và đến 10 pi. 10 nhân pi. Ok. Rồi chúng ta đóng lại. Ở đây ý nghĩa là gì?
Chúng ta sẽ bắt đầu từ số 0. Mỗi bước của nó là bi chia 50 và chúng ta sẽ chạy đến 10 bi, giá trị là 10 bi, cũng giống cái lệnh slide bay hồi nãy các bạn nhớ không ạ? Cũng nhớ là bệnh bay bay hồi nãy, tức là chúng ta sẽ sử dụng là các cái bước như vậy. Và bây giờ mà enter nè. Các bạn thấy rằng là nó tạo ra một cái biến T, tạo ra một cái biến T cho chúng ta ha. Và lệnh slide bay hồi nãy các bạn thấy không? Slide bay thì chúng ta có là slide bay đúng không? Chạy từ 0 này. Nhưng mà đây là từ mấy đến mấy luôn và có bao nhiêu bước. Đó, các bạn thấy không? Đây mình sẽ giải thích hai cái trường hợp này cho các bạn để các bạn nắm rõ cách thức mà chúng nó hoạt động nhé. Đầu tiên, nếu chúng ta thực hiện phương pháp này thì nó là bước từ 0 đến 10 bi và mỗi bước như vậy là bi chia 50. Lệnh slide space nó sẽ là bước từ 0 đến 2 bi và chúng ta sẽ chia từ 0 đến 2 bi thành 30 giá trị. Đó, một cái là chúng ta sẽ khống chế giá trị, một cái là chúng ta sẽ sao? Khống chế được độ dài của bước. Nhưng mà lưu ý nha, và tùy thuộc vào các cái trường hợp khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng cách thức khác nhau. Ở đây thì mình sẽ sử dụng là khống chế một bước là bao nhiêu giá trị, khống chế một bước là bao nhiêu giá trị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ hàm 3D, vẽ hàm 3D pilot. Đấy, pilot 2D thì không cần số 2 nhưng mà pilot 3D chúng ta cần số 3. Rồi giá trị đầu tiên là gì? Sin. Mình thử nha, sin T. Đúng không? Rồi phải nè, cos. Cos của T. Và cuối cùng là T. Thì chúng ta biết rằng là 3D thì nó sẽ xuất hiện trong 3 chiều và chúng ta sẽ có là x, giá trị của trục y và giá trị của trục z. Rồi bây giờ chúng ta enter thử nha. Rồi coi nó ra cái hình dạng gì. Và đây là đồ thị mà chúng ta đang làm. Nó có giá trị là sin T, cos T và T. Đó, các bạn thấy không? Đây, T là trục z này, nó chạy từ 0 đến 10 bi. Đúng không? 0 đến 10 bi là khoảng 34. 3.4, 3.14 bi là 3.14 thì nó là khoảng là 31.14 thì là 10 bi. Và mỗi bước như vậy nó là bi chia 50, bi chia 50. Bây giờ mình thử cái mình sửa T lại nhé. Mình sửa tay lại, mình xỏ luôn tất cả các dữ liệu. Mình lia đi, mình lia nó hết ha. Rồi bây giờ mình xóa dữ liệu rồi. Bây giờ mình sửa tay lại. Rồi mình sửa tay lại. Thay vì giờ là bước là 50, bây giờ mình muốn bước nó là 10 thôi. Bước là 10 nó sẽ mịn hơn. Bước là 10 nó sẽ mịn hơn. Không phải là bước là 10 là mịn hơn, mà là nó ít giá trị hơn. Rồi bây giờ chúng ta cái để chúng ta tạo ra tay. Và chúng ta sẽ pilot và chúng ta có hình xem nhé. Rồi các bạn thấy nào, khi mình chia ấy ra thì ở đây chúng ta sẽ có những cái đường gấp khúc, thấy không ạ? Các bạn thấy cái đường gấp khúc không? Đó, đây chúng ta sẽ có các cái đường gấp khúc nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử nha, mình sẽ thử một cái lệnh khác. Bây giờ mình cho T1 đi, mình không T nữa mà là T1 để mình dễ so sánh. T1 và thằng này là chia 50, ok nha. Rồi tiếp tục là mình T2. Xin lỗi, là mình sẽ vẽ cái hàm pilot 3 T1 và thậm chí là mình copy ở đây, mình sẽ vẽ hai cái cùng một lúc cho các bạn xem. T1 và T1. Rồi bây giờ mình vẽ hai cái cùng lúc nhé. À sorry, mình đã vẽ hai cái cùng một màu luôn nên các bạn lại không thấy rõ lắm. T1. Bây giờ mình cho thằng này là màu. Sorry, thằng này mình sẽ không chia 10 nữa, còn mình chia bi. Để cho bi chia 2. Làm sửa hàm T lại. Mình sửa hàm T lại. Rồi sau đó mình sẽ làm hàm pilot lại. Nó vẫn trùng nhau, tại vì hai thằng này nó đang trùng một cái đường thẳng nên các bạn lại không thấy được sự khác biệt của hai đường. Bây giờ mình đảo hai thằng này. Mình thử xin thằng cos.
và có thành xin. À, mình hiểu cái lý do tại sao nó không in ra hai đường rồi, tại vì chúng ta quên một cái lệnh, đó là lệnh hot on. Nha, chúng ta phải bấm lệnh hot on nhé, hot on. Rồi sau đó chúng ta mới bấm lệnh này. Đây. Và cái đồ thị chúng ta vẽ nó sẽ ra như thế này. Đây. Bạn thấy không ạ? Ừ. Cái màu cam này là chúng ta chia mịn ra, và cái màu xanh này là chúng ta chia cỏ bi thôi. Các bạn thấy không? Nó càng như nó ra hình vuông luôn. Ra hình vuông luôn. Và các bạn lưu ý rằng là chúng ta phải thực hiện cái lệnh hot on này để nó mới lưu lại, tức là nó vẽ chồng lên, còn không thôi nó chỉ vẽ cái cuối cùng, nó không vẽ chồng hình lên nha, trong vẽ chồng hình lên đó. Thì các bạn thấy rằng là hai đồ thị khác nhau, và phụ thuộc vào cái chuyện mà cái độ chia của chúng ta khác nhau thì các cái đồ thị nó sẽ khác nhau đó, các bạn thấy không ạ? Đó là cách thức mà chúng ta làm, và chúng ta lưu ý là chúng ta phải bật hot on lên thì chúng ta mới có thể là vẽ chồng nhiều đồ thị với nhau. Đây chúng ta có hai lệnh, đây là lệnh đầu tiên và đây là lệnh thứ hai, thì mặc nhiên thằng thứ hai này sẽ chồng lên thằng thứ nhất. Bây giờ mình tắt hot on cho các bạn xem nào. Mình tắt hot on. Mình là hot off nha. Rồi sau đó mình vẽ lại lệnh này. Nhưng mà bây giờ mình đưa cái thằng này ra sau, thằng này ra trước. Mình thử nha. Đây, nó chỉ ra được thằng sau. Nó chỉ ra được thằng sau, các bạn thấy không? Khi mình tắt hot on rồi thì nó chỉ ra được thằng sau. Đó. Và cái đồ thị chúng ta thay vì nó là những đường cong mịn mà thì nó chỉ là những hình vuông thế này. Các bạn lưu ý chỗ này nha, các bạn lưu ý chỗ này. Rồi, đó là cách thức mà chúng ta vẽ đồ thị, cách thức mà chúng ta vẽ đồ thị. Rồi bây giờ chúng ta thử một cái dạng khác, đó là chúng ta sẽ vẽ một cái ma chặn dữ liệu. Bây giờ chúng ta cũng là sử dụng hai biến x và y nha. Chúng ta sử dụng hai biến y và chúng ta sử dụng lệnh mẹp. Rồi mẹp girl. Rồi chúng ta cũng sẽ dán các giá trị của nó. Dán bằng cách nào? Rồi chúng ta sorry. Tại vì mình bấm lộn nút enter á, Rồi bây giờ chúng ta sẽ có là từ trừ 2 này. Trừ 2 chúng ta các bước của nó là 0.1 ha, 0.1. Và chúng ta sẽ đi đến 2. Rồi chúng ta sẽ lưu giá trị x y này, chúng ta lưu giá trị gì? Các bạn lưu ý là chúng ta phải có dấu phẩy, chấm phẩy phía sau, còn không thôi nếu không thôi nó sẽ ra một nùi giá trị luôn. Và mấy lần chúng ta đã tạo thành giá trị x y rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng một cái chúng ta có x y z thì giờ chúng ta có tờ z nha. Z chúng ta chẳng hạn như là chúng ta sẽ có x chấm nhân. Tại vì chúng ta nhân ma chặn nên chúng ta phải có dấu chấm phía trước ha. Chúng ta nhân hai cái ma chặn thì chúng ta phải có nhóm phía trước. Rồi chúng ta sử dụng x y t, chúng ta sẽ có trừ x. Tại vì chúng ta nhân cho một cái ma chặn thì chúng ta phải có dấu chấm lũy thừa hai, tức là tất cả giá trị trong cái ma chặn x nó là phải lũy thừa hai lên, và trừ luôn y chấm lũy thừa. Thì các bạn có thắc mắc cái tại sao có dấu chấm trên đó, thì chúng ta coi lại các phần toán tử, mình sẽ để ở cái đường link phía trên cho các bạn xem ha. Rồi chấm, rồi chúng ta có giá trị z, chấm là chúng ta phải có mũ hai. Rồi chúng ta enter. Rồi chúng ta đã có chỉ z. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử vẽ x y z. Z 3 nhá, nhớ chúng ta là plot 3. Và chúng ta có x phẩy y phẩy z. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi thành quả của chúng ta sẽ như thế nào. À, một cái lệnh khác nữa mà mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là lệnh try on. Lệnh này có tác dụng gì? Lệnh này là chúng ta sẽ cho chúng ta xem các cái đường kẻ sọc ha, là lưới, nó hiển thị cái lưới lên. Rồi và đây là thành quả của chúng ta, nha, các bạn bấm như này các bạn có thể xây ha, các bạn coi. Và đây là thành quả của chúng ta.
theo trục XYZ. Tất nhiên là công thức này thì mình cũng chỉ lấy trên mạng, tức là tại những cái đồ thị đẹp như thế này thì nó là những cái bài toán có sẵn rồi. Các bạn có thể tìm một số cái trên mạng, các bạn thấy rằng cách thức mình nó sẽ dễ thế này, cách thức dễ thế này. Rồi trên đây là hướng dẫn cơ bản của mình, hướng dẫn cơ bản của mình về cách thức mà chúng ta vẽ một cái đồ thị, các vẽ đồ thị. Mọi thắc mắc thì các bạn cứ comment bên dưới mình sẽ trả lời. Hy vọng rằng là với hướng dẫn cơ bản này thì các bạn có thể dễ dàng làm chủ cách thức mà chúng ta vẽ đồ thị, và từ khi các bạn làm chủ này rồi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức mà chúng ta khai thác cái đồ thị này như thế nào, và cũng như là chúng ta sẽ khai thác để giải quyết các cái bài toán của chúng ta, chẳng hạn như bài toán về tín hiệu số, bài toán về cơ học, bài toán về kỹ thuật robot vân vân như thế nào. Và hẹn gặp lại các bạn ở buổi học sau, và chúc các bạn thành công. Xin trân trọng kính chào các bạn.